Hello, xin chào các bạn. Bác sĩ Ngân đã quay lại với các bạn đây. Hôm nay thì bác sĩ Ngân sẽ hướng dẫn cho các bạn 9 bước chăm sóc da ban đêm. Ở cái video trước, bác sĩ đã hướng dẫn cho các bạn các bước chăm sóc da ban ngày. Thì hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới những cái vấn đề mà chúng ta chăm sóc da ban đêm. Thì các bạn biết rằng là việc chăm sóc da của phụ nữ thì ban ngày hay ban đêm gì thì cũng quan trọng như nhau. Cái cách chăm sóc da chúng ta đúng thì chúng ta sẽ có một cái làn da luôn tươi tắn, mịn màng, không có tì vết, không có mụn, không có nám, không có tàn nhang. Và ngay cả vấn đề lão hóa cũng sẽ diễn ra rất là chậm chạp đối với những người biết chăm sóc làn da. Vậy thì chính bước chăm sóc da ban đêm như thế nào? Hôm nay bác sĩ Ngân sẽ chia sẻ cho các bạn. Trước tiên, trước khi chúng ta bước vào cái chăm sóc da, chúng ta phải có hai cái lưu ý các bạn cần lưu ý. Cái thứ nhất đó là chúng ta phải lựa chọn sản phẩm đúng với cái làn da của mình. Các bạn phải biết được, phải hiểu cái làn da của mình đang là làn da nào. Da dầu, da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm hay là chỉ là một làn da bình thường thôi. Chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm phù hợp với làn da của mình. Làn da của mỗi người không ai giống ai, mỗi người có một cái vấn đề riêng, có một cái đặc thù riêng. Không thể nói rằng chị A chỉ xài sản phẩm này tốt, tôi có thể mua cái sản phẩm giống như vậy và tôi sử dụng. Cái đó là không đúng, nó không phù hợp với cái làn da của mình. Và cái lưu ý thứ hai là sau mỗi cái bước mà chúng ta chăm sóc da thì chúng ta nên cách nhau khoảng 2 tới 3 phút để cho cái lượng sản phẩm, cái dinh dưỡng của da nó thấm vào sâu trong chúng ta để chúng ta tránh đè lên nhiều quá thì làm cái làn da nó giống như nó bị bội thực, nó không có kịp hấp thu thì nó rất là phí sản phẩm và nó cũng không có tốt, nó không có hiệu quả. Cái bước chăm sóc đầu tiên đó là làm sạch da. Làm sạch da thì gồm có 3 cái bước cơ bản như sau. Cái thứ nhất là chúng ta phải tẩy trang. Tẩy trang thì các bạn đừng nghĩ rằng, còn một số bạn nghĩ rằng là tôi không trang điểm nên tôi không cần tẩy trang. Điều đó không đúng. Tại vì khi mà chúng ta nguyên một ngày chúng ta ra mặt trời hoặc là chúng ta làm việc, bụi bẩn, không khí ô nhiễm hoặc là mồ hôi chúng ta tiết ra thì nó cũng đã lưu lại trên da chúng ta một lớp không được sạch. Nên là chúng ta vấn đề tẩy trang chúng ta phải luôn luôn sử dụng. Và cái tẩy trang cũng vậy, các bạn cũng nên lựa chọn cái dung dịch tẩy trang nó phù hợp với làn da của mình. Và cái thứ hai đó là rửa mặt. Chúng ta phải rửa mặt sạch để chúng ta lấy đi cái lớp bụi bẩn trên da mặt của mình và để cho cái bước chăm sóc tiếp theo nó được tốt hơn. Thì sữa rửa mặt cũng vậy, các bạn cũng phải chọn lựa cái sữa rửa mặt mà nó phù hợp với làn da của mình. Các bạn nên nhớ như điều đó nha, luôn luôn chọn cái loại sản phẩm phù hợp với da của mình. Bước thứ ba trong cái bước làm sạch đó là chúng ta tẩy tế bào chết. Thì tẩy tế bào chết chúng ta sẽ lựa chọn cái tẩy tế bào chết chứa BHA dành cho da dầu và AHA dành cho da khô. Tẩy tế bào chết thì có hai loại là tẩy tế bào chết vật lý và tẩy tế bào chết hóa học. Tẩy tế bào chết vật lý là các bạn thường thấy là những cái dạng tế bào chết nó có dạng cát. Khi mà chúng ta thoa lên da thì nó sẽ có cảm giác nó nhám và thì chính vì nó cái độ nhám như vậy nên là nó dễ tổn thương da, nên những các bạn mà da nhạy cảm thì không nên sử dụng cái loại tẩy tế bào chết này. Cái tẩy tế bào chết hóa học thì nó sẽ gồm có chứa BHA dành cho da dầu và cái AHA nó dành cho da khô. Tuy nhiên tẩy tế bào chết chúng ta không nên sử dụng hàng ngày, chúng ta chỉ nên sử dụng khoảng 2 tuần một lần hoặc một lần một tuần là đủ. Cái bước chăm sóc da thứ hai vào ban đêm đó là toner. Các bạn đừng quên cái bước toner này nhé. Toner hay người ta nói cách khác đó là nước hoa hồng. Thì nước hoa hồng thì nó làm giúp chúng ta cái gì? Nước hoa hồng cái thứ nhất nó sẽ làm cho chúng ta làm sạch sâu hơn. Tại khi chúng ta rửa mặt thì có khi chúng ta cũng chưa lấy hết được tất cả những cái bụi bẩn trên da. Nên cái toner nó sẽ giúp cho da của mình được làm sạch sâu hơn. Và cái toner nó cũng sẽ làm một cái chất để cân bằng dầu nước trên da. Tức là khi chúng ta rửa mặt có thể chúng ta sẽ làm mất đi cái lượng dầu và cái lượng nước trên da mặt của mình, nên nó sẽ làm mất cân bằng giữa lượng dầu và lượng nước, nên nó sẽ dễ dẫn đến hình tượng có thể là khô da hoặc là kích ứng cho da. Thì chúng ta sẽ dùng toner để nó cân bằng dầu nước cho chúng ta. Mặc dù các bạn là da dầu, các bạn cứ tưởng rằng các bạn sẽ bị dư nước, nhưng mà thực sự thì vấn đề nước với dầu là hai vấn đề riêng biệt, nên các bạn phải chú ý cái điều này. Và một cái lợi ích nữa của toner là khi mà các bạn thoa một lớp toner lên thì nó sẽ giúp cho cái bước tiếp theo của các bạn sẽ thẩm thấu cái dung dịch sản phẩm của mình, nó sẽ thẩm thấu một cách tốt hơn. Cái bước chăm sóc thứ ba ban đêm đó là xịt khoáng. Xịt khoáng chúng ta có thể sử dụng cả ban ngày và cả ban đêm.
thì có khi và nhiều khi các bạn nghĩ rằng ở ban đêm chúng ta không cần xịt khoáng tại chúng ta không mất nước, nhưng thực sự là cái xịt khoáng nó sẽ làm cho chúng ta cung cấp độ ẩm tức thì cho da, nó sẽ tạo trên da của ta một cái lớp và ẩm, và khi đó chúng ta sử dụng những cái sản phẩm tiếp theo nó sẽ tốt hơn và da chúng ta sẽ mềm mượt mịn hơn. Cái chăm sóc thứ tư đó là chúng ta sử dụng mặt nạ. Thì đương nhiên không phải là mỗi ngày chúng ta sử dụng mặt nạ. Mặt nạ chúng ta cũng thấy cũng có thể sử dụng một tuần 1-2 lần. Nó cũng giống như là một cái bữa thưởng cho cái da, làn da của mình, là chúng ta có thể cung cấp những cái chất đặc biệt cho da. Các bạn có thể sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm, mặt nạ chống lão hóa, hoặc mặt nạ collagen, hoặc là những cái mặt nạ mà trái cây. Ví dụ như là các bạn có thể sử dụng là da ua, sử dụng mặt nạ cà chua hoặc mật ong, khoai tây. Thì đương nhiên là những cái mặt nạ mà từ thiên nhiên thì cái độ thẩm thấu chủ yếu nó chỉ là dưỡng ẩm cho da thôi, nó làm mềm da và nó dưỡng ẩm cho da, chứ thực sự thì cái dưỡng chất của mặt nạ trái cây thì nó cũng không có đi sâu vào cái da của mình được nhiều lắm. Và đương nhiên thì mặt nạ chúng ta không cần phải sử dụng hàng ngày, lâu lâu các bạn đã một lần thì tốt, mà cũng không phải là ngày nào chúng ta phải rắc mặt nạ. Cái bước chăm sóc thứ năm đó là sử dụng kem vùng mắt. Khi các bạn còn trẻ thì có thể các bạn không cần phải sử dụng kem vùng mắt, nhưng kem vùng mắt khi chúng ta khoảng 20-25 tuổi trở lên là chúng ta phải sử dụng kem vùng mắt. Các bạn nếu mà quan niệm rằng chúng ta còn trẻ chúng ta không có vấn đề gì vùng mắt, chúng ta không sử dụng kem vùng mắt thì đó là một sai lầm. Thực sự thì quá trình lão hóa da nó đã xảy ra từ khi chúng ta bước vào tuổi 25, nên là khi chúng ta dưỡng da cho vùng mắt thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được những cái vết chân chim, những cái lão hóa vùng mắt. Thì các bạn biết rồi, khi chúng ta lão hóa thì cái vùng mà da mỏng nhất là vùng mắt này nó sẽ biểu hiện cái lão hóa sớm nhất. Chúng ta sẽ bị nhăn vùng mắt, chúng ta sẽ bị vết chân chim vùng mắt và bị bọng mắt hoặc là thâm vùng mắt, thì nên chúng ta nên sử dụng cái kem để chăm sóc vùng mắt. Đó là bước chăm sóc thứ năm. Bước chăm sóc thứ sáu, chăm sóc về đặc trị, tức là chúng ta có thể sử dụng serum chống oxy hóa. Thì ví dụ như chúng ta sử dụng cái serum vitamin C, hoặc là chúng ta sử dụng những cái loại mà serum hoặc là những cái sản phẩm đặc trị cho cái vùng da của chúng ta. Nếu mà có vấn đề về da, ví dụ như là da bị mụn, ví dụ như da bị nám, ví dụ như da bị tàn nhang, da bị nhăn, bị lão hóa, bị sần, không có khô ráp, nói chung là có vấn đề về da, thì chúng ta sẽ có cái bước chăm sóc đặc trị ở cái bước thứ 6 này. Cái bước chăm sóc thứ 7 đó là chúng ta dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm thì nó gồm có dưỡng ẩm, cấp ẩm và khóa ẩm. Cấp ẩm, ví dụ như chúng ta sử dụng cái serum có chứa HA, thì khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà kem HA hoặc serum HA, thì cái chất HA đó là một cái chất mà nó có ái lực gấp 1000 lần nước, nên là nó giữ cho cái bề mặt da của chúng ta luôn mịn màng và căng bóng. Thì phụ nữ Hàn Quốc người ta rất là chuộng cái vấn đề mà căng bóng này, nên là các bạn thấy rằng cái những làn da của người phụ nữ Hàn Quốc người ta luôn luôn là mịn màng và căng bóng, tại vì người ta luôn luôn sử dụng cái cấp ẩm và cái khóa ẩm, là sử dụng cái HA để mà dưỡng ẩm cho da, nên da người ta lúc nào cũng mướt mịn. Và chúng ta thì lại không có cái thói quen sử dụng dưỡng ẩm. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng ở da chúng ta như vậy là bình thường rồi, chúng ta không sử dụng, nhưng mà thực sự cái vấn đề mà dưỡng ẩm cấp ẩm là rất là cần thiết. Nếu các bạn muốn có một làn da mướt mịn thì các bạn nên sử dụng cái bước chăm sóc là dưỡng ẩm này. Thì dưỡng ẩm này khi chúng ta dùng cấp ẩm là dạng serum hoặc là huyết thanh, thì khi mà chúng ta nên có một bước cấp tiếp theo đó là khóa ẩm, tức là chúng ta dùng những cái kem dưỡng ẩm chúng ta khóa cái ẩm nó lại. Tại vì khi chúng ta sử dụng những chất lỏng như serum huyết thanh thì cái chất dưỡng chất đó nó đi sâu vào trong da và nó giữ lại trong da khoảng 1-2 giờ, và nếu chúng ta để lâu nó sẽ bốc hơi, nó bay hơi, thì nó sẽ không còn tác dụng nữa, nên chúng ta phải có một cái lớp krem chúng ta khóa, là chúng ta giữ trên cái bề mặt da để cho nó cái lớp mà thượng bì của da nó được luôn luôn là có nó có cái độ ẩm trên da. Cái bước thứ 8 đó là chúng ta chăm sóc vùng môi. Thì môi chúng ta là cũng là một cái rất là nhạy cảm. Chúng ta nên dưỡng môi khi chúng ta trước khi chúng ta đi ngủ, để tránh trường hợp là chúng ta sẽ bị khô môi hoặc là bị thâm môi khi chúng ta sử dụng mà kem son môi thường xuyên. Hoặc là những bạn mà ở thời tiết lạnh thì chúng ta cũng nên dưỡng môi để chống cái tình trạng nứt nẻ cho môi. Và cái bước cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là dưỡng da phần cổ. Các bạn biết rằng cái sự lão hóa của người phụ nữ nó biểu hiện ở đâu? Các bạn có thể chăm sóc cái da mặt chúng ta căng bóng, mà người ta nhìn vào vùng cổ người ta sẽ đánh giá được tuổi tác của các bạn. Tại vì cái vùng cổ là cái vùng da cũng lão hóa rất là nhanh, và nó là cái nơi tố cáo
cái tuổi của chúng ta, sự lão hóa của chúng ta, nên chúng ta bỏ sót cái vùng cổ đó là một sai sót rất lớn. Tại vùng cổ có thể nó sẽ làm nhăn sớm hơn, và cái vùng cổ thực sự là chăm sóc nó cũng khó hơn, và nó dễ bị nhăn hơn, nó dễ tác động hơn. À, vì cái da vùng cổ này nó rất là mong manh, cái lớp mỡ hoặc mỡ cái mô liên kết dưới da của vùng cổ thì cũng rất là mỏng, nên là nó dễ bị nhăn, nó dễ bị lão hóa, nên chúng ta đừng quên chăm sóc vùng cổ nhé. Các bạn thân mến, tôi vừa chia sẻ cho các bạn là 9 cái bước chăm sóc da cơ bản vào ban đêm, buổi tối. Vậy thì các bạn nên chú ý chăm sóc làn da của mình ban ngày cũng như ban đêm, để luôn giữ cái làn da mình được tươi tắn và mịn màng, để cho mình luôn luôn trẻ trung và xinh đẹp. Chúc các bạn sẽ thành công trong cái việc mà làm đẹp cho chính bản thân mình. Nếu các bạn thấy rằng cái video của tôi nó hữu ích, xin các bạn hãy like, hãy share và đăng ký kênh YouTube của tôi, kênh YouTube của bác sĩ Đào Kim Ngân, để sẽ sớm nhận được những cái video tiếp theo của tôi một cách sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.